Lời tựa, mặc dù chiều cao chỉ 1m52, mỗi khi Đào Hồng Sơn lên đài võ thuật, đối thủ đều phải khiếp sợ. Với biệt danh Quỷ Lùn, Sơn đã gây ấn tượng mạnh trong giới võ. Bố của Sơn kể rằng khi mới học lớp 7, con trai ông đã liên tiếp đánh bại những người trưởng thành để giành chức quán quân tại giới vật làng Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội. Sơn thậm chí còn cho biết ấy chưa từng xem đấu vật trước đó, chỉ là vào tham gia đăng ký và đạt được vị trí quán quân. Lúc 12 tuổi, Đào Hồng Sơn đã cảm nhận như bản năng trong cơ thể đã biết cách đấu vật, làm thế nào để đánh bại đối thủ mà chưa cần sự hướng dẫn từ người khác. Và từ chức vô địch bất ngờ tại giới vật làng Triều Khúc, Sơn đã chọn con đường của mình. Quyết tâm theo đuổi đam mê thể thao, Sơn bắt đầu với judo và sau đó là jujitsu. Sau 14 năm, ở tuổi 26, ông trở thành nhà vô địch hai kỳ liên tiếp, 2022 và 2023, tại SEA Games với môn jujitsu, hạng cân 56kg như Azanobi, không sử dụng võ phục. Nhưng hành trình 14 năm của Sơn không mượt mà như việc anh đánh bại ba đối thủ trong trận đấu đầu tiên. Nó chứa đựng mồ hôi, nước mắt và nhiều thăng trầm, để rồi cuối cùng, Sơn đạt được thành quả vinh quang, đền đáp cho những khó khăn đã trải qua. Đào Hồng Sơn giành huy chương vàng SEA Games mà không có dây chằng đầu gối đâu, một câu nói gây ấn tượng trong buổi thi đấu tại Krai Changva, Campuchia. Nhưng thật ra, trong hơn 2 năm qua, võ sĩ Đào Hồng Sơn còn được biết đến là độc cô cầu bại của Jiu-Jitsu Việt Nam đã thi đấu với một chiếc gối. Bắt đầu từ giải Jiu-Jitsu vô địch thế giới 2021, Đào Hồng Sơn nhanh chóng ghi dấu ấn với tên tuổi Quỷ Lùn dù chỉ cao 1m52. Tuy nhiên, hành trình của anh đối diện với những thử thách và khó khăn chưa từng ngừng. Đã trải qua nhiều biến cố, anh trở thành hình mẫu về sự kiên nhẫn và quyết tâm. Năm 2022, một chấn thương không mong muốn ập đến. Dính chấn thương ở trận đấu đầu tiên của giải, Đào Hồng Sơn đành phải nghỉ tập và tiến hành phẫu thuật. Thay vì sử dụng phương pháp truyền thống, anh quyết định chọn ghép dây chằng bằng gân Asin, vốn mạnh và giúp anh hồi phục nhanh chóng. Sự quyết đoán này đã mang lại kết quả vô cùng đáng khích lệ. Chỉ sau 5 tháng phẫu thuật, Sơn đã tái xuất và giành tấm huy chương vàng SEA Games 31 trên sân nhà. Không ngừng học hỏi và tập trung, anh trở thành hình mẫu cho nỗ lực vượt qua khó khăn. Vận rủi vẫn tiếp tục thử thách Sơn. Năm 2023, chấn thương dây chằng chéo gối phải trở lại, khiến anh phải phẫu thuật lần thứ hai. Giai đoạn phục hồi từ tháng 3 đến tháng 5 năm đó trở thành thách thức lớn. Dù chỉ có thể tập trung mỗi tuần một buổi, Sơn quyết tâm đối mặt với nó. Hành trình tới SEA Games 32 tại Campuchia đã trở thành một thử thách nữa đối với anh. Dù phải đối đầu với đối thủ quen thuộc, anh đã đối mặt với Tang Yong Siang, Singapore, ở trận đấu đầu tiên. Sơn không chỉ mang theo tấm huy chương vàng SEA Games 31 mà còn mang trong mình quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, bảo vệ danh hiệu và mang vinh quang về cho đất nước. Tất cả những đoạn đau đớn, những khó khăn trong hành trình đã trở thành động lực mạnh mẽ đẩy Đào Hồng Sơn vượt qua bản thân và chứng tỏ sức mạnh của tinh thần võ đạo. Không chỉ là võ sĩ xuất sắc, Sơn còn là biểu tượng của sự kiên nhẫn và quyết tâm, là nguồn cảm hứng cho các thế hệ trẻ. Trong mọi cuộc thi, sự nỗ lực và tinh thần chiến đấu của Đào Hồng Sơn luôn tỏa sáng, là ngọn đuốc thắp sáng hy vọng và khích lệ tinh thần của hàng triệu người yêu thể thao Việt Nam. Bắt đầu từ giải Jiu-Jitsu vô địch thế giới 2021, Đào Hồng Sơn nhanh chóng ghi dấu ấn với tên tuổi Quỷ Lùn dù chỉ cao 1m52. Tuy nhiên, hành trình của anh đối diện với những thử thách và khó khăn chưa từng ngừng. Đã trải qua nhiều biến cố, anh trở thành hình mẫu về sự kiên nhẫn và quyết tâm. Năm 2022, một chấn thương không mong muốn ập đến. Dính chấn thương ở trận đấu đầu tiên của giải, Đào Hồng Sơn đành phải nghỉ tập và tiến hành phẫu thuật. Thay vì sử dụng phương pháp truyền thống, anh quyết định chọn ghép dây chằng bằng gân Asin, vốn mạnh và giúp anh hồi phục nhanh chóng. Sự quyết đoán này đã mang lại kết quả vô cùng đáng khích lệ. Chỉ sau 5 tháng phẫu thuật, Sơn đã tái xuất và giành tấm huy chương vàng SEA Games 31 trên sân nhà. Không ngừng học hỏi và tập trung, anh trở thành hình mẫu cho nỗ lực vượt qua khó khăn. Vận rủi vẫn tiếp tục thử thách Sơn. Năm 2023, chấn thương dây chằng chéo gối phải trở lại, khiến anh phải phẫu thuật lần thứ hai. Giai đoạn phục hồi từ tháng 3 đến tháng 5 năm đó trở thành thách thức lớn. Dù chỉ có thể tập trung mỗi tuần một buổi, Sơn quyết tâm đối mặt với nó. Hành trình tới SEA Games 32 tại Campuchia đã trở thành một thử thách nữa đối với anh. Dù phải đối đầu với đối thủ quen thuộc, anh đã đối mặt với Tang Yong Siang, Singapore, ở trận đấu đầu tiên. Sơn không chỉ mang theo tấm huy chương vàng SEA Games 31 mà còn mang trong mình quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, bảo vệ danh hiệu và mang vinh quang về cho đất nước. Tất cả những đoạn đau đớn, những khó khăn trong hành trình đã trở thành động lực mạnh mẽ đẩy Đào Hồng Sơn vượt qua bản thân và chứng tỏ sức mạnh của tinh thần võ đạo. Không chỉ là võ sĩ xuất sắc, Sơn còn là biểu tượng của sự kiên nhẫn và quyết tâm, là nguồn cảm hứng cho các thế hệ trẻ. Trong mọi cuộc thi, sự nỗ lực và tinh thần chiến đấu của Đào Hồng Sơn luôn tỏa sáng,
là ngọn đuốc thắp sáng hy vọng và khích lệ tinh thần của hàng triệu người yêu thể thao Việt Nam. Bắt đầu từ giải Jiu-Jitsu vô địch thế giới 2021, Đào Hồng Sơn nhanh chóng ghi dấu ấn với tên tuổi quỷ lùn dù chỉ cao 1m52. Tuy nhiên, hành trình của anh đối diện với những thử thách và khó khăn chưa từng ngừng. Đã trải qua nhiều biến cố, anh trở thành hình mẫu về sự kiên nhẫn và quyết tâm. Năm 2022, một chấn thương không mong muốn ập đến. Dính chấn thương ở trận đấu đầu tiên của giải, Đào Hồng Sơn đành phải nghỉ tập và tiến hành phẫu thuật. Thay vì sử dụng phương pháp truyền thống, anh quyết định chọn ghép dây chằng bằng gân asin, vốn mạnh và giúp anh hồi phục nhanh chóng. Sự quyết đoán này đã mang lại kết quả vô cùng đáng khích lệ. Chỉ sau 5 tháng phẫu thuật, Sơn đã tái xuất và giành tấm huy chương vàng SEA Games 31 trên sân nhà. Không ngừng học hỏi và tập trung, anh trở thành hình mẫu cho nỗ lực vượt qua khó khăn. Vận rủi vẫn tiếp tục thử thách Sơn. Năm 2023, chấn thương dây chằng chéo gối phải trở lại, khiến anh phải phẫu thuật lần thứ hai. Giai đoạn phục hồi từ tháng 3 đến tháng 5 năm đó trở thành thách thức lớn. Dù chỉ có thể tập trung mỗi tuần một buổi, Sơn quyết tâm đối mặt với nó. Hành trình tới SEA Games 32 tại Campuchia đã trở thành một thử thách nữa đối với anh. Dù phải đối đầu với đối thủ quen thuộc, anh đã đối mặt với Tang Yong Siem, Singapore, ở trận đấu đầu tiên. Sơn không chỉ mang theo tấm huy chương vàng SEA Games 31 mà còn mang trong mình quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, bảo vệ danh hiệu và mang vinh quang về cho đất nước. Tất cả những đoạn đau đớn, những khó khăn trong hành trình đã trở thành động lực mạnh mẽ đẩy Đào Hồng Sơn vượt qua bản thân và chứng tỏ sức mạnh của tinh thần võ đạo. Không chỉ là võ sĩ xuất sắc, Sơn còn là biểu tượng của sự kiên nhẫn và quyết tâm, là nguồn cảm hứng cho các thế hệ trẻ. Trong mọi cuộc thi, sự nỗ lực và tinh thần chiến đấu của Đào Hồng Sơn luôn tỏa sáng, là ngọn đuốc thắp sáng hy vọng và khích lệ tinh thần của hàng triệu người yêu thể thao Việt Nam. Bắt đầu từ giải Jiu-Jitsu vô địch thế giới 2021, Đào Hồng Sơn nhanh chóng ghi dấu ấn với tên tuổi quỷ lùn dù chỉ cao 1m52. Tuy nhiên, hành trình của anh đối diện với những thử thách và khó khăn chưa từng ngừng. Đã trải qua nhiều biến cố, anh trở thành hình mẫu về sự kiên nhẫn và quyết tâm. Năm 2022, một chấn thương không mong muốn ập đến. Dính chấn thương ở trận đấu đầu tiên của giải, Đào Hồng Sơn đành phải nghỉ tập và tiến hành phẫu thuật. Thay vì sử dụng phương pháp truyền thống, anh quyết định chọn ghép dây chằng bằng gân asin, vốn mạnh và giúp anh hồi phục nhanh chóng. Sự quyết đoán này đã mang lại kết quả vô cùng đáng khích lệ. Chỉ sau 5 tháng phẫu thuật, Sơn đã tái xuất và giành tấm huy chương vàng SEA Games 31 trên sân nhà. Không ngừng học hỏi và tập trung, anh trở thành hình mẫu cho nỗ lực vượt qua khó khăn. Vận rủi vẫn tiếp tục thử thách Sơn. Năm 2023, chấn thương dây chằng chéo gối phải trở lại, khiến anh phải phẫu thuật lần thứ hai. Giai đoạn phục hồi từ tháng 3 đến tháng 5 năm đó trở thành thách thức lớn. Dù chỉ có thể tập trung mỗi tuần một buổi, Sơn quyết tâm đối mặt với nó. Hành trình tới SEA Games 32 tại Campuchia đã trở thành một thử thách nữa đối với anh. Dù phải đối đầu với đối thủ quen thuộc, anh đã đối mặt với Tang Yong Siem, Singapore, ở trận đấu đầu tiên. Sơn không chỉ mang theo tấm huy chương vàng SEA Games 31 mà còn mang trong mình quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, bảo vệ danh hiệu và mang vinh quang về cho đất nước. Tất cả những đoạn đau đớn, những khó khăn trong hành trình đã trở thành động lực mạnh mẽ đẩy Đào Hồng Sơn vượt qua bản thân và chứng tỏ sức mạnh của tinh thần võ đạo. Không chỉ là võ sĩ xuất sắc, Sơn còn là biểu tượng của sự kiên nhẫn và quyết tâm, là nguồn cảm hứng cho các thế hệ trẻ. Trong mọi cuộc thi, sự nỗ lực và tinh thần chiến đấu của Đào Hồng Sơn luôn tỏa sáng, là ngọn đuốc thắp sáng hy vọng và khích lệ tinh thần của hàng triệu người yêu thể thao Việt Nam.